Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả thân thương. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho kênh Phong Thủy Gia Cát xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 tháng 7 sẽ giúp quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện như tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Như quý vị đã biết thì sống ở trên đời này ai ai cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, nhiều điều may mắn trong công việc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, vạn sự an yên và không cần phải lo nghĩ. Bên cạnh đó, mong ước rằng là con cái chúng ta chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Đó quả là một mơ ước rất bình thường. Thế nhưng đối với nhiều người thì mơ ước bình thường đó lại là quá xa vời. Bởi vì trên thực tế có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế bấp bênh, họ phải lo gánh vác ở trên vai rất nhiều những trọng trách, trách nhiệm. Cũng có người kinh tế dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn và nhất là về gia đạo. Thế nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình ở trong kiếp nhân sinh này, đúng không thưa quý vị? Trong chương trình tử vi phương đông của 12 con giáp ngày hôm nay, chúng tôi những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình tử vi của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp của tất cả quý vị gia chủ Mậu Ngọ sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay là không? Và trên con đường công danh sự nghiệp thì họ có gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Và làm thế nào để họ có thể vượt qua tất cả những cái điều đấy? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem nội dung phần luận giải chi tiết cho tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 7 âm lịch này. Và phần luận giải này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện. Họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè và cũng không ngần ngại giúp đỡ kể cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực. Nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lan xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng chính là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Ngọ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này, bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội và tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn cũng nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của bạn có thể coi là bạn quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 7, gia chủ Mậu Ngọ không cần lo lắng quá nhiều về con đường tài lộc. Mậu Ngọ có thể may mắn kiếm được tiền,
hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đến một mức độ nhất định. Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa, đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều. Bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tuy vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1978. Vì thế bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ. Các quý vị gia chủ Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho quý vị gia chủ Mậu Ngọ. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn mà thôi, đồng thời đôi khi còn mang lại tổn thất cho sự nghiệp, tài sản, tài chính của bạn. Các cặp đôi sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Với những người độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. Tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Tý, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm bích thượng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm Sai Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù có khó khăn vất vả đến như thế nào thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng rằng là thông qua việc luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 7 âm lịch này thì sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững vàng và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.